Bạn trai thì sao, mình có mấy mối tình rồi em? Từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Ủa lý do sao vậy em? Nhìn thương, mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích chứ. Tại vì anh bên đó anh không thấy á, chứ lúc bên đây là em theo dõi là cổ có rất là nhiều cái suy nghĩ. Anh hiểu. Có nghĩa là cổ chưa phải là 100% là đúng rồi, không bấm đâu, chỉ cũng có 70% thôi. Cũng phải băn khoăn với trước khán giả truyền hình cả triệu người và gia đình nữa chứ bộ. Có khi là những người trong gia đình cũng không muốn cô gái ấy bấm. Và trong trái tim ấy cũng đôi khi cũng chợt nhận rằng là cũng không nên bấm. Nhưng hình như có điều gì đó nó rất thiêng liêng đến cô ấy trong những giai đoạn gọi là quyết định. Và cô ấy đã quyết định đúng. Xin cảm ơn cái quyết định đó. Còn điều gì đến nó sẽ đến thôi. Dạ. Hy vọng rằng họ sẽ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hả Mai. Mời chàng trai. Mời bạn. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn gái. À, giới thiệu về mình đi bạn. Giới thiệu cho bạn kia nghe luôn nha. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ, em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em sống tình cảm, em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống. Khi ăn thì em ít bỏ hạnh lắm. Cá thì cá hồ thì em không ăn. Rồi, cá hồ mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Cá hồ mừng quá. Không ăn tôi ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Nếu quá 30 phút. Cũng không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện lúc nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Trời không ơi, ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn đó thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, thích là không. Nói chơi vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen ai? Dạ, do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp đối tượng. Hồi đó trời đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Dạ, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết, bậy à. Đừng nhìn bề ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến, rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Anh có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy nhân là không được khóc. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời ơi đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Sao em nói chuyện mà em cứ ẻo lắc lắc vậy? Tính cách cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè. Dạ. Đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết rồi. Rồi
em có thấy người ta hùng chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Em nhắm em thấy người ta hùng á, em có cảm giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn coi ví dụ như hùng, coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời, sống liên quan chết là bậy, bậy bậy nữa, bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Sao xuyến mùi mùi. Bây giờ em ngồi đây, anh kêu một người nào ôm hung thử, em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghi ông này quá vậy ta? Ừ, là... Không phải, em chưa hung chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó. Xảy ghế quá, nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái, chị đồng ý. Nhưng mà mình coi tình phim tình cảm, con người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Rồi thôi, rồi xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ, hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn. Không, á không, dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Vì ổn rồi, chắc có thể chụp thể thao gì không? Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi. Dạ, thử ngồi yên đừng có lúc lắc những nhèo eo eo. Tao mắc cỡ tính nết tới vậy mà sao khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè. Thôi đi về bển đi, eo eo nữa bển đi, khổ ghê á. Khó ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Mà chị không ổn có lúc lắc có anh lo cho em nha, đừng có lo. Nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi bây giờ anh hỏi đàn gái nè, em nghe bển thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính, vui dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ em không thích điều gì đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh đó. Hay quá. Cái gì cũng chưa hết. Dạ bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài à, càm dạ. Ràm nữa hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Không, thiệt tình dữ vậy. Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Dạ, không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À, được, dạ. Được. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À. Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết, không có rồi. Có chứ anh. Dạ. Thấy uống được chứ anh? Trời, cái gì mà ta? Không muốn, không muốn. Lại ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ, mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được, thiệt dạ, tình dạ, tốt. Uống được. Dạ không, thiệt thà. Không, anh thiệt thà. Thà lắm. Đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ, em đi với chị, với anh, với mấy đứa em đó chị. Dạ, em chào anh Quyền Linh, với chào chị Cát Tường. Dạ, chào bạn. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có dạ, khi nào anh tâm chị. Sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về anh em không nói nhỏ đó đẹp quá mày, hay là có kia có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có dạ, đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn. À. Vậy nói chuyện. Thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ. Rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của bé Thảo, dạ, của bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện phải cái gì phải ăn. Chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à? Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá. Nhá, cố gắng. Đấy, chính mình nhá. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai mốt tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường, 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là cậu ăn hết. Cho em đi học gì, học kỳ quân đội chú hả? Nói với trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui. Hai đó. Bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Dạ, cảm ơn.
bạn cảm nhận thế nào về về mình? Gọi anh em đi. Em bằng tuổi anh ơi. Thì bằng bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về 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 anh như thế nào? À, dạ em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ạ. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự cho lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Cảm giác em như thế nào, cảm giác ảnh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ được rồi. Nào hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà có đưa tay ở... thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Linh kêu nắm tay rồi mình... Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Đấy. Em là em rất là sexy khi ở nhà. À, em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung à. Em đạp đâu được thì em cứ đạp à. Xin mời bạn nam. Xin chào anh Quyền Linh, đẹp trai. Chị Cát Tường, đẹp gái, toàn thể các bạn ở đây ạ. À. Ai cũng đẹp. Ai cũng đẹp. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Quang Khương, năm nay em 25 tuổi. Em là đầu bếp. Quang Khương, đầu bếp, 25 tuổi. Đấy. Có vấn đề để cũng nói đây. Đẹp mà đó, cũng đẹp mà sao đâu đâu cũng đẹp. Có Quyền Linh là không đẹp. Mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào mọi người. Dạ em chào mọi người đẹp trai và đẹp gái. Rồi thêm một người đẹp nữa. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho công ty Diageo. Nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Cát Tường đang bàn cái việc là tình yêu đến từ đâu. Anh có nói rằng tình yêu đôi khi đến từ cái dạ dày. Những cái món ăn nó sẽ giúp cho tình yêu thăng hoa hơn. Theo bạn nữ như vậy có đúng hay sai? À, dạ đồng ý là cũng phải đến từ cái dạ dày. Có nghĩa là người nữ của mình á, thì cũng phải biết nấu ăn, phải biết tài gia nội trợ. Nhưng mà riêng bản thân em thì em hướng tới cái mẫu hình là người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt là về vấn đề gọi là cái lực điện từ giữa mình và bạn trai của mình nữa chị. Có nghĩa là nó phải có một cái sự đồng điệu. Khi mà mình thấy anh ấy mình có cái luồng điện mình chạy rần rần á chị. Bạn nói cụ thể ra luôn đi. Cái anh đó thì ảnh cũng phải biết cách để làm cho mình vui vẻ chẳng hạn hết chị. Hấp dẫn quá. Ý bạn đó nói bạn nghĩ sao? Cô gái này sẽ là một cô gái rất là thú vị nếu mà tìm hiểu. Tại vì hầu như là nãy giờ là bạn ấy nói đúng theo quan niệm của em luôn. Em cũng vậy luôn hả?
Bạn có thể giới thiệu sơ về mình, về ưu điểm, về nhược điểm. Cái ưu điểm của em là em rất rõ ràng trong mọi thứ, dễ nắm bắt tình cảm, tâm lý của đối phương. Về cái nhược điểm của em thì ngại quá, nhưng mà thôi cũng phải nói thôi. Tại vì cái nhược điểm của em là em rất là sexy khi ở nhà. Em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung à. Em đạp đâu được thì em cứ đạp. Bạn Nam thấy sao bạn? Ok, đã là... người phụ nữ hiện đại thì phải như vậy thôi. Ok, okay. Khi mà em coi một cái clip hoặc là một cuốn phim mà cảm động á chị, thì em khóc sướt mướt cả ngày á chị. Không ai dỗ em nín được đâu chị. Nói chung là mình cứ buồn cả ngày vậy đó. Rồi em tự làm cho em vui rồi. Em làm gì cho em luôn? Dạ thì chẳng hạn như là em tự đến hát một mình trong gương vậy đó chị. Hát hay? Hát hay không bằng hay hát hả chị? Trời, em hát thử không? Em đứng lên được không được, chị? Được, khoe, đứng lên. Body sexy I love you, you love me. We were happy family with the red bit heart and the kiss from me to you. Won't you say you love me too? Bạn nói chung là tôi tò mò, tôi muốn mở cửa tôi coi liền á. Em cũng vậy. Bạn làm bếp ở đây lâu chưa? Khoảng được 5 năm. 5 năm rồi. Tại sao đàn ông mà mình thích đi làm bếp là sao bạn? Dạ tại vì không ai nấu cho mình ăn thì mình phải tự nấu cho mình ăn, rồi nếu cuối cùng là nấu cho người khác ăn luôn. Bắt đầu vô mình nghĩ ra một cái món, xong sau đó cho mọi người ăn. Em cứ tưởng tượng giống như con trực thí nghiệm vậy đó. Cái nó không có chuyện gì xảy ra mà còn cười là hay vui. Được rồi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe một đầu bếp xem người ăn như là thí nghiệm vậy. Nhưng mà rất là may cho em là khen nhiều, còn chưa có ai phải có vấn đề gì thì chắc nay tôi không gặp bạn ngồi đây đâu. Dạ. Bạn có nghĩ rằng bạn là đầu bếp thì nữa sau này vợ của bạn sẽ làm biến, không có nấu, bạn toàn nấu cho vợ ăn không không? Không, em không thể nào mà làm một ngày 8 tiếng về rồi lại nhảy vô một cái bếp khác được nữa. Có thể là người phụ nữ của em không giỏi nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Người em sẽ chỉ cô ấy, hướng dẫn cho ấy, như vậy rất là vui. Thôi cũng sao đâu, cổ cũng coi em vật thí nghiệm thôi. Chấp nhận á. Bạn biết nấu ăn không? Dạ, em thì nấu ăn thì cũng tạm tạm chị. Dạ, bạn trai của em hồi xưa là đầu bếp người Ấn hả chị? Cũng đầu bếp luôn. Dạ, đúng. Có gì đầu bếp dữ. Dạ, dạ. Rồi bao nhiêu lâu rồi mình không có bạn trai? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Dạ. Bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là một người như thế nào? Nói chung là chăm lo cho gia đình tốt, không hút thuốc, không cờ bạc. Dạ, về ngoại hình thì em thích bạn trai em mũm mĩm xíu gì. Mũm mĩm là sao? Dạ, có cái bụng đàn em ôm cho dễ. Thích có cái bụng? Dạ. À, mà thường mấy anh đầu bếp là thường hay bụng bự lắm. Hửi hửi đồ ăn rất là mập đúng không? Dạ. Bên chắc là cũng mập á, lát tôi qua tôi coi thử. Dạ, với lại cao cũng 1m69 trở lên. Sao không bảy đại đi rồi tự nhiên số 9 là... Dạ, số 9 cho đẹp chị. Bạn cao mét nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m50 thôi chị. Em cần mẫu bạn trai cao cao vậy để sinh con ra cho nó cũng cao luôn. Bạn ơi, bạn hạ xuống đường chút xíu chiều cao mà. Cao nhiêu? Em cao có 65 à. Cũng được à. Không, mà bảo đảm chắc con cao á. Nãy giờ mình cảm nhận mà người con gái bên kia có thu hút được bạn không? Dạ trước tiên là cái giọng nói của bạn ấy là thấy rất là dễ thương. Em thấy điện ở đây nó truyền nhẹ nhẹ qua đây. Có rồi đó hả? Dạ, nó hơi nhẹ nhẹ qua tứ. Em thích người bạn gái như thế nào? Thì cũng tròn tròn, có da có thịt xíu. Nói thẳng qua thì hơi sexy tí. Không quá cao. Em cao quá rồi. Em không thích bạn gái quá cao. Bạn cao lắm rồi. Dạ, cao lắm. Chân em dài mà. Đảm đang một tí. Với lại biết quan tâm người khác. Không thích người bạn gái gì? Vậy như là cái gì cũng sợ trời nắng, trời mưa, rồi sống vô tâm, không lễ phép, đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ thử qua bên đây xem, nhưng mà trước khi qua hỏi thì nếu như ta hợp nhau thì khoảng bao lâu mình tiến tới hôn nhân? 3 năm. 3 năm. Bạn có nhà riêng chưa? Dạ, ở chung ba má. Với em trai. Có hai anh em thôi đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng không sao đúng không? Dạ, chào mình thôi. Chào bạn. Bây giờ nghe tiếng nói rồi cũng mong gặp bạn ha. Dạ. Bạn thấy rất là xinh. Dạ, đúng là anh. Một phụ nữ hiện đại. Dạ. Chàng ở đây cũng hiện đại ha. Dạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ nhau. Dạ. Anh hy vọng rằng ảnh sẽ làm em sung sướng. Em hy vọng gì đó.
Hay da, không biết bên kia có tròn tròn không nha. Dạ. Phải không? Em có bụng quay, chị coi thử. Do. Chị kiểm duyệt giùm em cái bụng. Mà chị cũng không hiểu sao thật, bữa giờ chị làm mai cho nhiều người là đa số là người ta thích đàn ông là không có bụng bự. Em là thích người có bụng là sao? Dạ tại vì tối em ôm cho dễ chị. Tại em thích nhõng nhõng nhẽo, em thích nũng nịu vậy đó. Ngu ngộ ghê vậy á. Em chào chị Cát Tường. Wow. Chắc hợp á nha. Cầm nhọn vừa lai, cầm như có đụng cầm vậy đó. Thích điều gì nhất ở người phụ nữ? Họ là phụ nữ. Ghét điều gì nhất ở người phụ nữ? Là họ không phải là phụ nữ. Cái duyên này nó mập mờ vậy, cái gần vô duyên đó nha. Hôm nay bạn đến chương trình với ai? Dạ, với lại các bạn thân của em. Em thấy bạn của mình sao? Nói chung là nhiệt huyết nè, vui vẻ, hòa đồng. Là nói chung là bạn là cái trung tâm của mỗi cuộc vui chơi là hợp mặt. Bên đây sao? Dạ em thấy bạn nữ bên đây rất là dễ thương ạ. Dạ biết nói chuyện. Dạ, cũng hợp với bạn của em. Hợp thì thấy quá hợp luôn. Dạ. Mà cặp này là phải cho uống thuốc giảm giảm bớt số chút xíu. Thôi là cả hai cách cánh bay luôn. Được rồi, em. Được rồi. Cầm nha. Còn bị. Ngầu lắm, dễ thương lắm. Kéo màn lên. 2 phút dành cho nhau, cảm nhận về nhau và quyết định. Bắt đầu. Rồi tự xây ghế mà coi luôn. Hai bạn. Ân giời, bạn đây rồi. Bạn trốn ở đâu mà lâu quá vậy? Đi hồi mấy năm ấy. Lát hồi nhớ về á. Bạn có thể tặng cho mình một bài hát được không? Để mình luôn luôn mình nhớ mãi về bạn. Hay là mình bất chấp hết đi em. Em mơ suốt đêm thao thức vì em, vì lời ta từ lúc anh ra về, cầu mong cho mau trời sáng đến giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Cảm ơn bạn nha. Bạn có hay hút thuốc hay uống rượu bia hay cờ bạc gì không? Cờ bạc không, rượu bia thì bị dị ứng. Còn hút thuốc là nếu mà bạn bấm chuông mà trở thành người yêu của mình thì sẽ không bao giờ thấy mình hút. Vậy là rất là good. Quà đi khoan nó. Quên. Điện nó qua nó đực tê hết rồi. Quà quỳ xuống cầu hôn luôn coi. Mình có một món quà tặng bạn. Nó có thể là khá là hợp với bạn. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có thích đi du lịch không? Thích chứ, mình thích đi phượt. Nhiều khi mình chỉ muốn chở người yêu đi dạo một vòng thành phố hoặc là đi thưởng thức. Thì bạn có từng thưởng thức phố này vào lúc hơi khuya tí? Thưởng thức là thưởng thức không khí hay là dạ, thưởng thức không khí và những cái gì mà nó thiệt khi gì thưởng thức á. Nhưng mà nói chung á, mình á là thích cái gì nó độc và nó lạ. Có nghĩa là mình cũng thưởng thức nhưng mình thưởng thức cái khác thì càng tốt. Okay, mình đi. Ok. Ok. Nói chung về quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, biết quan tâm nhau lẫn nhau. Ai thì cũng có khuyết điểm. Yêu nhau là phải chấp nhận những khuyết điểm đó rồi thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói không được thì nói cho đến được thì thôi. Có thể ôm bạn một cái không? Cảm ơn. Dạ cảm ơn cả. Hết giờ. Dạ. Bình thường những cặp nào mà bấm nút xong rồi ở đây mới cho ôm hoặc là nắm tay mới cho hôn ha. Còn cặp này là phạm quy, bây giờ không cho bấm nút luôn. Cái gì mà ai cho hôn? Đâu rồi chị? Tự đếm tự bấm luôn đi. Bạn đếm đi. 1 2 2,5 2,99 Ôi nhiều nữa hả? 2,95 Thôi đếm luôn đi bạn. 3 Ta. Nó có một chiều à. 1 2 3 Ôi đấy có mấy mấy con này nè. Trời ơi vậy hả? Cảm ứng. Rồi giờ nắm tay đi. Ok. Không không. Ôm đi. Ngại. Hồi nãy là chưa cho ôm không? Mình là người phụ nữ hiện đại mà. Người phụ nữ hiện đại không có gì, không có đề gì cả. Thôi bạn chủ động trước đi nhé. Không, mình chủ động nhiều nhiều rồi mình không muốn chủ động nữa đâu. Ok, thank you. Không sao? Giật rồi, giật rồi.
Dạ rồi, em cảm ơn. Chúc mừng hai bạn. Dạ. À, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé đi xem phim. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thành công cuộc sống. Dạ, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn có thể dẫn nhau đi được rồi đó. Tụi em phải lấy trẻ trẻ thì hạnh phúc hơn, mà lấy sớm thì hai đời chồng. Là trụ cột gia đình nên phải có một xíu xíu gia trưởng, nhưng mà phải biết lắng nghe. Ta hy vọng những cái điều tốt đẹp okay sẽ đến với họ. Luôn. Ok thì mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Xin chào chị Cát Tường. Quá, bạn thì giới thiệu về mình đi. Em là Quỳnh Nga, 29 tuổi. Em làm kế toán của bến xe khách tỉnh Đồng Nai. 29 tuổi? Dạ. Trẻ quá. Cảm ơn chị. Quỳnh Nga, kế toán, 29 tuổi. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Em tên Nguyễn Trung Hiếu, năm nay 29 tuổi. Dạ. Sao rung vậy? Dạ, cũng rung chứ. Có lần nào xuất hiện sân khấu chưa? 29 năm là lần đầu tiên anh. Tối qua giờ có ngủ được không? Nói chung là cố gắng. Căng thẳng hồi hộp chờ đợi điều gì xảy ra với mình không? Cũng hồi hộp. Hồi hộp. Dạ. Rồi, bạn Trung Hiếu bao dạ. nhiêu tuổi? Dạ 29 tuổi. 29 và bằng tuổi với bạn Quỳnh Nga bên kia. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên bảo trì. Bảo trì về vấn đề gì? Dạ về điện anh. Có bị điện giật lần nào chưa? Dạ thỉnh thoảng. Đó chứ làm cái nghề đó cũng phải cẩn thận các bạn ha. Dạ dạ. Cảm làm thợ điện bao lâu rồi? Dạ em làm được 5 năm rồi anh. 5 năm rồi. À, quê bạn ở đâu? Nguyên quán là ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra lớn lên trong đây. Bạn nghĩ là 29 tuổi đã đến cái tuổi mà mình cần lấy chồng chưa? Dạ tới rồi chị. Tại sao bây giờ bạn vẫn chưa có được bạn trai? Em nghe lời người lớn khuyên bảo là tuổi em phải lấy trẻ trẻ thì hạnh phúc hơn. Còn nếu mà lấy sớm thì hai đời chồng. Ai nói vậy? Dạ ba mẹ rồi những cô chú đồng nghiệp lớn tuổi. Chứ không ai hối thúc em lấy chồng hết trơn hả? À, bây giờ là hối thúc rồi đó chị. À, những lúc rảnh rỗi ngoài công việc thì bạn thời gian bạn dành bằng làm việc gì? Thì em hay ở nhà trồng rau. Vậy hả? Dạ. Nhà bạn có đông anh em không? Nhà em rất là đông, 8 anh chị em, 4 trai 4 gái và em út. Tất cả lập gia đình hết rồi, còn một mình bạn là chưa thôi. Dạ. Bây giờ bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Thứ nhất là không biết tôn trọng tình cảm. Và thứ hai là không hiểu biết gia trưởng gì, độc đoán thì em không thích. Có gia trưởng không anh? Có một xíu mà. Chút xíu hả? Dạ. Bỏ được không? Người đàn ông mà phải là trụ cột gia đình nên phải có một xíu xíu gia trưởng, nhưng mà phải biết lắng nghe nữa. Biết lắng nghe nha. Dạ. Phải nghe bỏ được đúng không? Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Có để ý hai người. Để ý thôi hả? Dạ. Chứ chưa có quen. Dạ chưa. Sao vậy? Chị đầu tiên thì còn đi học phổ thông á. Lúc đó vô lớp 12 rồi. Nên thôi tập trung vào học. Với lại người ta cũng xinh quá trời. Em thì không có xinh bằng. Lần thứ hai thì em cũng cố gắng hết sức. Họ cũng im. Nên anh cũng thôi. Coi như chưa mối tình nào thành hết trơn đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng cả năm. Bạn mong một người bạn gái của bạn như thế nào? Về ngoại hình thì chắc chỉ cân đối là được rồi. Khuôn mặt nhẹ nhàng, lúc nào cũng tươi tươi. Cái thứ hai nữa, biết chăm sóc gia đình, sống tiết kiệm một chút. Không thích người bạn gái ở những điều gì? Nhuộm tóc hay gì đó em không thích lắm. Nhuộm tóc với gì nữa? Để sơn móng tay này kia, nói chung là mẫu hiện đại. Làm đẹp mà. Phụ nữ thôi làm đẹp mà sao không thích vậy bạn? Như ở mức độ thôi, ví dụ như nhuộm nó màu nó hợp hợp á chị. Chứ quốc vô đầu đỏ chét thì nó kỳ. Bận đồ đỏ được không? Dạ đỏ thì được, đỏ hấp dẫn kìa. Mình có thể giới thiệu một chút xíu điểm mạnh của bạn là gì và điểm yếu của bạn là gì? Tính em ưu điểm là rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nhược điểm thì hay giận. Hay giận? Dạ. Mà thường là bạn giận ai? Bạn bè hay chọc quê gì là em giận, giận chút xíu. Nếu mà bạn bè mà nói lại thì không có. Và từ trước giờ bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cũng hơn 3 năm rồi. Và bây giờ mình có cái tiêu chuẩn gì để mình đi đến kết hôn nữa hay không? Cần người đó nghiêm túc trong tình cảm và thương em thật lòng. Hôm nay bạn đến chương trình, bạn có ai đi theo ủng hộ bạn không? Dạ có chào em bé Liên. Chào bé Liên. Dạ em chào chị ạ. Bình thường thì Liên có hay gặp cô của mình không? Ta là em với cô ở một phòng ạ. À thì nãy giờ Liên thấy cái anh bên kia là có hợp với cô mình không? Anh thì có vẻ hơi ít nói ạ. Nói chung với em nghĩ thì cũng được, nhưng mà anh nói nhiều thêm xíu ạ.
Nói nhiều thêm một chút xíu nữa. Ít nói. Đây đông người anh mắc cỡ thôi. Dạ vâng. Nói nhiều được không? Được. Nói thử nói nhiều coi. Phải có chủ đề hay nói. Chủ đề tình yêu đi, nói nhiều coi. Tình yêu là gì? Cái quan điểm tình yêu của em là chân thành, thông cảm, chia sẻ và chấp nhận. Bắt đầu từ sự chân thành. Cái đó là cái nền móng tốt nhất. Sau đó thì mới đầu mình mới thông cảm nhau. Cái thứ hai là chia sẻ những khó khăn cái gì đó mình có thể ngồi bàn bạc nhau đó. Ba là chấp nhận. Tại vì con người mình không thể nào hòa hợp được 100% được, phải biết chấp nhận những gì điểm không tốt, chấp nhận những người xung quanh bạn mình thì đó mới là lâu dài được. Có nhiều được chưa bạn? Chắc cũng tạm được rồi. Cũng tạm được. Bây giờ trước khi mà tôi sang tôi xem mặt người bạn trai này dùm cho bạn thì tôi hỏi bạn một lần nữa, bạn có một cái chuẩn bạn trai mình là một cái chuẩn người như thế nào? Em rất là thích người cao to, càng cao to càng tốt. Cao quan trọng bao nhiêu là... to là to bao nhiêu? Cao trên 1m7 và nặng trên 70. Làm gì dữ vậy? Bạn cao bao nhiêu? 55 thôi ạ. 55 là 1m7 mà nặng trên 70 dữ vậy? Dạ. Rồi, tuổi tác rồi có vấn đề gì không? Dạ không, em không có phân biệt tuổi tác. Sao cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ chỉ cần là cao to là được cái gì? Cao to, đâu rồi? Này mập luôn. Chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao được 1m72. To nhiêu? Dạ to hơn chỉ tiêu bạn đó 10kg, là 80. Trời ơi, lố quá có sao không ta? Bạn thích người bạn gái của mình là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, ngoài ra là khéo léo trong các quan hệ. Ví dụ như trước mặt bạn bè em hay trước mặt mọi người, có thể em sai đi, nhưng mà đừng có nói này nói kia, mà hãy về nói chuyện em. Cái như lúc đó là nhìn cái đã, đúng không? Rồi về nhà muốn dạy gì dạy. Không được, nói từ từ thôi. Bây giờ mình nếu lấy nhau thì mình sẽ ở đâu? Trước mắt là phải ở với gia đình em thời gian, quen với cách sống của gia đình em đã. Rồi sau đó thì nếu mà có điều kiện nữa thì mình ra riêng. Mà bây giờ mình nghĩ nếu mà được thì bao lâu nữa mình có thể cưới đồ được? Dạ nếu mà thuận lợi hết thì chắc cuối năm nay hoặc là giữa năm sau. Có nghĩa là trong vòng 1 năm. Dạ đúng không? Lâu quá sợ bạn biết tật xấu. Đúng rồi. Lấy về lòi ra thấy xấu thì sao? Dạ lúc đó phải chấp nhận thôi. Mình tật xấu của anh là gì mà anh sợ như vậy? Nóng tính anh. Nóng dữ không? Dạ em nóng dữ lắm. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất là bỏ ra ngoài. Hít ra ngoài giờ trời thoáng mát á. Quên bạn gái chưa? Dạ không. Không được tuyệt đối nha. Dạ không. Yêu nhau mà nựng sao? À, cục cưng, cục cưng. Em có yêu cầu người phụ nữ có thể giống ai không? Em thần tượng mẹ em lắm. Thần tượng mẹ? Dạ. Và muốn người bạn đời của mình cũng có những tính cách giống mẹ hay sao? Dạ. Rồi, để tôi xem thử cô này có thế nào đây nha. Bạn chờ chút xíu. Hơi gia trưởng chút chào xíu. Chào anh. Dạ. Nghe tiếng nói rất nhỏ nhẹ ha. Hơi gia trưởng chút xíu, bạn có đồng ý không? À, dạ, được. Ủa mà bạn trai đi với ai đến đây vậy? Dạ, đi với bạn em chị. Đâu bạn, bạn đâu? Dạ. Dạ chào chị. À bạn thấy bạn đó có nhiều bạn gái không? Xung quanh có ai để ý không? À toàn là bạn ấy để ý người ta chứ chưa ai để ý bạn đó. Để ý ta mà không được dạ ai không, chứ. Dạ không, nhưng mà chắc là nét duyên nó tiềm ẩn nên tìm hoài chưa ra. Bây giờ thấy chị này, bạn này sao nè? Được á Hiếu, bấm nút đi Hiếu. Chúng ta sẽ rồi, có 2 phút gặp gỡ. Chúng ta sẽ gặp nhau, trò chuyện với nhau ha. Yeah. Mặt đối mặt xem cảm xúc của mình như thế nào. Dạ kéo màn lên ạ. Về nhớ nhờ, nhờ stylist ha. Yeah. Làm lại quần áo thế nào ha, tóc tai sao. Tạo ấn tượng. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Chào anh. Bạn. Dạ. Thành có bó hoa tặng bạn. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Cảm ơn bạn. À, hôm nay mình quyết định chọn hoa hướng dương để mong là bạn sẽ hướng dương dạ. Là mình bạn bạn có nghĩ sao về bữa cơm chiều? Em thấy một bữa cơm chiều rất là quan trọng để những người thân trong gia đình có thể gần gũi nhau hơn. Đối với mình thì mình rất thích ăn cơm nên là bữa cơm chiều đó mình là tuyệt vời. Dạ thế anh có nghĩ tới là sẽ lấy vợ xa quê không? Thương nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chứ không phải là xa nhau mấy núi cũng leo, núi mà cao quá thì ta đi về hả? Như nóng mặt rồi đó. Thì nóng hơn em hả? Không, tại cái áo màu đỏ nó phản lên thôi. Dạ. Bạn trai có quan trọng chuyện tuổi tác không? Mình có lấy vợ, mình có chọn tuổi nào rồi này kia gì không? Thì cái tuổi tác nó cũng một phần quan trọng á. Ví dụ như cái tuổi tác nó mà nó thuận lợi á thì mình có thể là công việc làm ăn của mình nó sẽ trơn tru hơn. Chỉ có hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi mèo, tuổi ngọ. Tuổi em gì? Đó, em từ con hổ. Ồ, con hùm. Con hùm có vấn đề gì không? Dạ em cũng tuổi con hùm. Hai con hùm hùm nhau. Nhưng người ta nói rằng lấy vợ tuổi hùm
là hơi mệt đó. Cái mệt đó chắc phải trải nghiệm rồi mới biết được. Trải nghiệm là sao bạn? Là phải cưới mới biết được. Cưới về rồi thấy mệt quá rồi sao? Phải cố gắng. Nó chơi cho vui thôi. Quan trọng là vợ chồng với nhau hợp như thế nào. Và chúng ta sẽ trò chuyện, chia sẻ với nhau những lúc khó khăn và thành công thế nào. Quan trọng là do hai người thôi. Okay, bây giờ thì nhấn nút đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút với nhau. Hãy lắng động lại và suy nghĩ. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm không? Có xoay mà. Bấm chứ không phải xoay. Ủa sao nãy dặn xoay? Thôi vậy thôi nha. Dạ. Khỏi lắm, khỏi lại nha. Có trời, có quyền tự giúp không? Đó giờ chưa bao giờ hôn bằng người phụ nữ đúng không? Chưa giờ hôn thử. Dạ thôi. Hả? Để chỗ nào kín kín á. Tại cái đó là cái phút trầm bổng nên có thể kín kín. Cái đây nhiều khi đang trầm cái bạn la quá cái bổng hết hồn chạy mất tiêu. Dạ. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Rồi. Với em không biết ủi đồ anh. Không biết giặt đồ mà không biết ủi đồ hả? Không không anh. Mỗi lần em ủi thì sao? Ủi thì em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em. Nghĩa là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc thì... cũng được 70% vậy. Rồi thấy là hy vọng rồi đó bé ơi. Mời nhà trai. Rồi chào em trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Wow, món gì vậy em? Ừ. Rồi để đây đi chút xíu anh Linh hưởng hết à. Dạ. Nhưng mà chị biết cái món này món của anh Linh. Rồi cũng dạ. Qua tới à. Bắt đầu giới thiệu về mình. Mời anh trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả có mặt chương trình hôm nay. Mình tên Lê Vân Trung. Nghề nghiệp là mình đang làm kỹ thuật cho một công ty kết cấu thép tại Đồng Nai. Quê mình ở Bình Định. Mình sinh năm 1993. 27 tuổi anh. Giới thiệu lớn lên cho chị. Dạ, xin chào chị Cường Vân. Đấy, phải như xin thế chào mới anh được. Quyền Linh. Chào em. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin giới thiệu một chút, em tên là Trần Thị Anh. Mọi người hay gọi em là Thu Anh. Và em năm nay bằng tuổi bên kia. Em hiện nay thì đang sống và làm việc ở Thủ Dầu Một Bình Dương và em làm trợ lý kinh doanh. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là người sáng tự lập. Ừ. Tính tình vui vẻ hòa đồng, biết làm việc nhà. Mà thích bơi lội và thích đi phượt. Biết làm chuyện nhà là chuyện gì? Giặt đồ, nấu cơm rồi em làm được hết anh. Được, vậy thì được. Điểm mạnh thôi, có điểm yếu gì điểm không? Điểm yếu cơ? Là điểm gì? Hơi nhút nhát, với em không biết ủi đồ anh. Không biết giặt đồ mà không biết ủi đồ hả? Không, không anh. Mỗi lần em ủi thì sao? Ủi thì em nhờ mấy phòng bên cạnh ủi giùm em. Còn em sao nè? Điểm em mạnh là gì nè? Điểm mạnh thì chắc là cũng hay cười, khá là biết quan tâm người khác. Nhưng mà em quan tâm về tinh thần nhiều hơn ạ. Đó, và em thì... Em biết ủi đồ không? Không ạ. Đó em rồi. Không biết ủi đồ luôn rồi. Đó rồi. Rồi còn điểm yếu của em nè? Chắc là nhiều như lá rụng mùa thu ạ. Em nghĩ em... Thực ra là cũng không khéo tay lắm. Còn thêm một cái nữa là cũng hơi thiếu vitamin C mà chị. Vitamin C là sao? Chi là biển mà. Biển thì... À là ý em nói em thiếu muối đó hả? Tự bạn tự nhận bạn thiếu muối lên từ. Thì đang mua muối. Trời ơi, tưởng gì thiếu đường sợ gì thiếu muối rẻ xịn. Em có thiếu gì không trai? Dạ em thiếu bạn gái anh. Trời ơi có duyên vậy. Thiếu bạn gái. Con này có duyên nè. Em có mấy mối tình rồi chung? Dạ trước giờ cũng được 3 mối tình. Trời ơi, vậy mà nó thiếu bạn gái. Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng anh. Mối dài nhất là bao lâu? Dài nhất thì cũng gần 2 năm. Dài. Nhưng mà dài 2 năm vậy sao chia tay? Quan hệ quen không công khai anh. Đàn ông phải có chút danh phận chứ làm gì quen 2 năm không cho danh phận gì hết. Em còn thương người đó không? Với em là tình yêu là một là xem là tất cả, hai là không bao giờ là gì cả. Ồ, không bao giờ là gì cả. Dữ dội ta. Nha. Được. Rồi còn em sao? Bao nhiêu mối tình? Chắc cũng bằng bạn kia. Thì cái mối tình mà lâu nhất của em là bao lâu? Lâu nhất chắc là khoảng hơn 1 năm ạ. Ngắn nhất thì là chưa bắt đầu nên là cũng không biết khi nào kết thúc ạ. À vậy đó hả? Lý do tại sao chia tay vậy? Lúc mà nó cũng không được rõ ràng lắm. Tức là chỉ cả thấy là hai đứa tình cảm bắt đầu nhạt dần, thiếu sự quan tâm lẫn nhau, sự chia sẻ về tình cảm hoặc là cuộc sống. Nên là dần là cứ tự lơ nhau ra. Muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người phụ nữ
cao trên 1m5, ưa nhìn. Có luôn, gia đình tôi có hết á. Hiếu thảo với người lớn được rồi. Không muốn biết giặt đồ không, ủi đồ không? Biết thì tốt anh. Thôi quá ông kia không biết luôn rồi. Nè, có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Thường là em thích như Ninh Lan Dương Ngọc anh. Ninh Dương Lan Ngọc thì... Còn em sao? Em mở bí kíp ra xem nó cái gì ạ. Rồi em đặt cái thử. Em muốn người cao một chút. Em cao nhiêu? Em cao 1m65 chị. Được chưa? Yeah. Thực ra là nó hơi xuống xuống một chút. Khuôn mặt dễ nhìn ạ. Dễ nhìn. Quá dễ nhìn. Dễ thương. À, là người dễ tính. Dễ tính không cưng? Dạ em dễ lắm chị. Có bạn cái là em chiều hết chị. Được không? À được. Tức là người có thể thông qua lời nói và hành động để biểu đạt tâm tư hay là tình cảm của mình. Linh ơi, ra coi nguyên cái bí kíp vậy chị. Đập tới 9 giờ tối mới xong quá. Đây nè, nguyên một đây. Không? Đây. Ờ tôi coi coi. Kiếm chồng mà con cuốn này mệt. Đó một cuốn vậy luôn đó. Ngoại hình cao 1m73, cơ thể cân đối với khuôn mặt dễ nhìn. Thích cao vì mình yếu đuối cần được che chở bảo vệ. Bảo vệ nổi không? Dạ được anh. Có biết võ gì không? Cũng biết chạy thôi anh. Biết chạy rồi. Dễ tính, hài hước, hay cười. Đúng rồi, nó cười hoài luôn. Quyết đoán mạnh mẽ khi cần thiết. Mạnh mẽ không? Mạnh anh. Đâu nói mạnh coi. Mạnh. Chưa mạnh lắm. Nghe không? Một chút gia trưởng rồi. Thích gia trưởng hả? Dạ, một chút xíu thôi, một chút xíu. Tức em có là phải có chứng kiến đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có gia trưởng luôn. Có chút xíu nào không? Muốn có là có thôi anh. Muốn có thôi hả? Rồi. Không nề hà trong việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, có thể ủi đồ. Em yếu đuối ủi đồ là em thua anh. Mấy anh đọc thêm thì không có. Là người có chút lãng mạn. Thì muốn lãng mạn này cũng được anh. Được, muốn gì được hết luôn. Trời đất ơi. Nhưng cần nhớ các ngày lễ quan trọng như Valentine, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, ngày quen nhau hay là ngày kết hôn, ngày lễ phụ nữ vân vân. Biết hết các ngày không? Dạ mấy ngày đó thì biết anh. Biết không? Ngày nào đâu? Ngày 14 tháng 2 Valentine nè. Ngày 24/1 là sinh nhật em nè. 24/1 sinh nhật. Để vô đây làm chi vậy? Quê quán không yêu cầu nhưng là người đang làm việc ý định định cư lâu dài tại Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Em ý định là ở trong này chứ không về quê. Bây giờ là em xác định là thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không? Ở đâu cũng được anh. Giọng nói dễ nghe nếu được. Cầm cầm hoặc cầm cảm. Ê không phải. Năng khiếu là nếu được. Mong muốn anh ấy biết hát, nấu một vài món ăn sở trường, biết sửa một số đồ dùng trong nhà. Biết hát không? Biết anh. Hát gây cho ta 300 điểm rồi. Bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Được không? Dạ được. Được, hết qua được. À, dạ. Nói chung là đọc hoài mệt quá, em cất đi rồi coi có gì về nghiên cứu. Em hình dung cái bạn bên đó làm sao? Có được bao nhiêu phần trăm cái mà em muốn? Cũng được 70% rồi ạ. Rồi thấy là hy vọng rồi đó bé ơi. Em nhắm trong cái cuốn sổ em đang cầm đó, nó khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chứ anh thấy có 30 thôi đó. Anh cũng phải 90% em ơi. Trời ơi, giữ ta. Mạnh mẽ. Rồi, vậy là ổn rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn về anh. Chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và khán giả trường quay và nhà bạn gái bên kia. Khuôn mặt dễ thương, tính thì cũng cao ráo mà rất hợp với em trai của em. Chung này nó cũng hiền, rất là vui vẻ. Nên là hai đứa trao cho nhau cơ hội để bấm nút hẹn hò. Em đi với ai? Dạ em đi với dàn nhà gái là toàn gái ạ. Các chị em thì đều chịu độc thân ạ. Có chị họ sao? Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, cùng chào bạn nhà trai và mọi người trong trường quay. Từ nãy đến bây giờ ngồi thì mình thấy bạn trai bên này á, sắc vóc thì là nhỏ nhắn nhưng mà dễ thương, nước da là rám nắng, là đẹp trai. Về cách nói chuyện thì là dễ nghe, hài hước. Theo những gì mà cậu ấy phỏng đoán là cậu được 90% á, thì mình nghĩ là như anh trai đánh giá là 70% nhưng mình nghĩ là cũng được trên 6 rồi. Thì hy vọng là em cũng có nhận xét của mình và sẽ đưa ra được cái cơ hội để cho hai bên có thể tham gia tìm hiểu. Nhưng mà cái này thì phụ thuộc phần lớn vào em. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Bỏ đó vô túi đi, bỏ vô túi. Về ngẫm, nghiêng ngẫm thôi. Trời ơi, cái mùi này tôi chịu không nổi ông Linh. Tôi biết cái mùi món hảo của ông á. Em nói ý nghĩa tại sao lại tặng ảnh, làm cái đó tặng ảnh. Em thấy nó ngon ạ. Tự tay em làm hả hay sao? Dạ đúng rồi. Ừ, đó là món gì em nói đi. Anh đoán món gì anh? Thịt vịt kho gừng. À đúng rồi. Em ăn thử ngon không? Nhớ nhả xương nha.
Sáng nay ăn bữa cơm mình được, ăn không hơi mạnh đi. Ủa tao làm ăn với cơm tự nhiên không ăn không rồi không chê. Có ai nói dịch kho gừng ăn chơi đâu. Thôi, rồi. Tao nói chuyện đưa cái dĩa ở đây. Ê, để tôi xuống tôi lo dùng cơm này cho. Rồi còn em mở cái quà ra coi là gì. Đưa anh được. Mở dùm em không biết. Ừ, đó. Anh tặng em món gì đấy? Anh cũng nấu một món ăn đến đây dành tặng cho em. Sushi trứng cuộn anh tự tay anh làm. À, cũng là đồ ăn hả? Dạ, sao dạ. Mà em để trong cái hộp thì tưởng là cái món gì đó, em ăn thử luôn đi cưng. Hơi mặn. Không có hơi mặn cái món anh kia ơi, em nghĩ là kết hợp với món này hay là hợp với anh? Em ăn thử đi, còn dư để anh. Đầu tiên là ngọt ạ. Đầu tiên là ngọt quá hả? Hơi bị ngọt. Ngọt của cái, không phải ngọt của đường ạ. Ngọt của cái vật liệu nó làm nên ạ. Mà ngon không? Ngon. Ngon. Rồi hãy đi hỏi Linh coi nó cái nói chuyện này cho nghe. Rồi hai đứa ngồi đi. Em thấy anh sao? Đẹp trai ạ. Anh nói là dễ thương. Dạ. Em rất thích con trai mà mặt vuông chữ điền á, nhìn rất là men. Đó, quá vuông luôn. Dạ. Em có thích lấy vợ người Bắc không? Ở đâu cũng được, chỉ mà quan trọng là mình sống và mình lập nghiệp như thế nào thôi. Mình tìm hiểu nhau á, thì là anh dự định là chúng ta sẽ hẹn hò thế nào ạ? Thì anh thì miễn em cho lý do là anh đi thôi. Anh thời gian tối anh cũng rảnh. Và một tuần em có thể, nếu như hẹn hò em có thể gặp, cho anh gặp được bao nhiêu lần? Nếu mà mình gần nhau á, em nghĩ là ngày nào gặp cũng được. Còn nếu mà hơi xa thì không sao, thì có thể là tuần 1-2 lần cũng được ạ. Em ở Bình Dương là em chỗ nào em? Ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đó anh biết cũng gần mà. Em hỏi chút, anh là con thứ mấy trong gia đình ạ? Anh là con út. Trên đó là anh trai. Đúng rồi, còn anh lớn và chị nữa. Vậy thì ước mơ của em là hai đứa con gái là nó dễ dàng hơn đấy ạ. Nếu anh còn không quan trọng, miễn có là được rồi. Nhớ giữ mấy này làm kỷ niệm nha. Không rồi đó. Ngon. Tìm tốt cái đi. Nói những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Muốn em cho anh cơ hội để bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn. Rồi, hai bạn để tay mình nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta trao đổi cũng khá lâu. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã cảm nhận xem thật sự tim mình có rung động hay chưa. Chừng nào rung động, chúng ta hãy bấm nút. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, hay quá. Chúc mừng. Bà bấm chậm làm tôi bị hú hồn theo. Bà suy nghĩ một điều gì đúng không? À không, tại vì em nghĩ là phải đợi xong đi mùa xong mới được luật. Người ta làm theo luật. Nắm tay nhau đi. Bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò nhau rồi đó. Nhớ tên bạn gái là gì không? Tính anh. Ừ, hay quá. Trời ơi, suy nghĩ gần tưởng đâu là mệt rồi đó. Giờ em gái có nhớ tên bạn trai là gì không? À, em thấy anh đẹp trai quá, em run quá à. Bạn này tên gì? Tôi còn không nhớ là gì bạn nhớ. Đình Trung. Nói lớn lên nào, anh tên gì? Anh Đình Trung. Lớn nữa. Anh Đình Trung. Lớn nữa. Anh Đình Trung. Đó. Không luôn. Không. Đổ luôn vô. Không. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo. 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Đừng ăn hiếp nó nghe em gái. Dạ không. Nghiệp nó hiền lắm á. Thôi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Chứ như anh với Hồng Dân mà nuôi cá là chiên ăn sớm lắm. Hồi nào ông thôi tôi nuôi được. Bè ngang 4, bè gài 13. Bỏ lòng mà mối chưa? Nhà trai nhà 4 tấm đó. Em nắm tay bạn này em có cảm xúc không?
Có. Sao? Thấy bình thường. Mời nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị. Em bác, tên là Trần Công Hồ, sinh năm 1987. Nghề nghiệp của em là lái xe. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, và em chào bạn trai bên kia. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 31 tuổi ạ. Em lái xe là em lái xe du lịch hay lái xe tải hay lái xe container? Em lái công, mà nói chung thì xe nào em cũng lái được. Em ở quận mấy? Quận 8. Vậy hả, em đi làm từ lúc mấy giờ? Công việc của em hiện tại thì bây giờ trước sáng thì 3 giờ em dậy em làm bo bo, đến 8 giờ thì nghỉ, tới 9 giờ thì em lái xe chị. Vậy đó. Mà giờ làm bo bo là làm gì? Nuôi cá kiển, bo bo cho cá kiển, thức ăn cho cá kiển. Như vậy có nghĩa là bạn làm nhiều nghề đúng không? Dạ. Chưa gì thấy cưng rồi ha. Dạ. Rồi em gái cho đàn trai biết về ưu điểm và khuyết điểm đi em. Ưu điểm của em nhận thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, biết lắng nghe. Em là giáo viên mầm non chị. Ở đâu? Dạ, em ở Bình Chánh chị. Khuyết điểm của em á là em hơi cố chấp, với lại em hay quên chị, quên những chuyện nhỏ nhặt. Còn bạn ơi, bạn nói về mình chút xíu đi bạn trai. Dạ, cánh ít nói, lại tập trung vào công việc thì nhiều. Em có mấy mối tình rồi hồ? Dạ, một mối tình năm 2010. Quen mấy năm? 3 năm mấy. Tại sao lại chia tay? Cô ta không có nói thật. Các bạn đó nói dối em hả? Dạ, em điện thoại thì cô ta hẹn cắt máy. Ý là khi nào cần thì cô ta mới gọi cho em thôi. Vậy hả? Dạ. Chào em, hiện giờ cái thời gian biểu của em là như thế nào? Thường thì lái đến 4 giờ là xe cắm rồi. Còn lắm lúc thì kẹt hàng đi Bình Dương thì mình có thể về trễ 8-9 giờ cũng có thì cũng 10 giờ cũng có. Rồi ngoài cái nghề đó em còn làm nghề gì nữa không? Nghề nào làm cũng được. Bây giờ có tiền nhiều chưa? Mua có rồi. Bây giờ có nhà chưa? Có nhà riêng rồi. Có nhà riêng luôn. Em mong cái người vợ của em sẽ như thế nào? Đơn giản hiền, nghĩa là không thích mà dạng mà ăn chơi quá, không thích mà dạng cờ bạc hay mấy cực xấu mà không thích. Ừ, biết lo cho gia đình. Ôi bà mối bà làm gì phỏng vấn đằng tay người ta mắc cỡ hỏi hoài vậy? Tôi nhìn bạn này tôi thương. Mối hồi dám bỏ chạy lắm á. Phải không em? Bộ em sợ chị lắm hả hay sao? Không. Chị ân cần quá mà. Không thấy bó gối. Bó gối hả? Chào em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Xích đây gia gì trưởng gì, hiền khô như cục bột vậy đó. Không thích đàn ông nổ cơ nè, em thích kiểu người khiêm tốn. Nói còn dám nói lấy gì nổ. Dạ. Không nổ rồi đó. Bây giờ là bạn đó bằng cái khẳng định là bạn có nhà rồi. Ừ. Có thể bật mí ngang nhiêu dài nhiêu không? Bề ngang 4, bề gài 13. Bỏ lòng mà mối chưa, nhà trai nhà 4 tấm đó. Ôi đất ơi, chảnh. Cái người bạn trai của em muốn sao? Cái tính mà quan trọng nhất của em là phải chân thành. Chân thành? Dạ, nghiêm túc. Có luôn. Thành thật. Thành thật? Dạ, dạ. Cá mà ta còn chăm sóc đừng nói chi con người. Chứ như anh với Hồng Dân mà nuôi cá là chiên ăn sớm lắm. Hồi nào ông thôi tôi nuôi được. Dạ. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, anh chị hai và chị Tư ạ. À. Dạ, chào Quyền Linh và Hồng Dân. Dạ, chào nhà. Dạ, chào em đây. Với chào hỏi nhà trai. Qua những điều em nói thì anh thấy em là có những quan điểm hình như cũng giống anh cực khổ dữ lắm. Bên đây là anh dạ anh rể. Anh rể. Em cho anh hỏi em thứ mấy trong gia đình? Em thứ 9. Còn em nữa không? Còn người em trai. Bên đây thứ 10. Thôi. Đúng. Hai nhà ngang nhau. Dạ. Em có biết uống rượu được không? Có lúc nhỏ có. Vậy được, tại anh thứ hai anh làm được 5-6 lon, còn thằng cầu chèo thứ tư thứ sáu thằng làm được 10 mấy lon. Căng này chưa? Người ta nói trà tam rượu tứ, ở đây mới có 3, đợi em nữa là 4. Chịu nổi không? Rồi cảm ơn. Em trai đi với ai? Đi với mẹ ruột cái là gì? Cũng đại gia đình luôn. Em xin chào anh Quyền Linh và em xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Em là dì Út. Cháu này cũng dễ thương, cháu tôi rất là cũng hiền lành,
thật sự có sao là tôi nói y vậy. Ngoan, biết hiếu hạnh với cha mẹ, biết lo làm ăn, không có ăn chơi. Gia đình có mai mối gì cho bạn? Lo làm ăn không à? Lo mừng ăn không á? Lo kiếm tiền không à? Lo kiếm tiền để mua nhà. Thấy thì tôi cũng rất là ok. Ok. Hiền. À. Thấy cũng có nết na. Dạ. Cảm ơn gì? Mẹ có muốn nói gì không mẹ? Ý kiến chị đâu, tôi chị đó thì giờ tôi cũng... Nhưng mà con trai là ở chung nhà với chị. À ở bây chung. Giờ là con trai đang báo hiếu mẹ đó. Nghĩa là về làm dâu đúng không cô? Trời ơi, tôi không phải nói tôi nổ nha, chị tôi ha. Dễ... Không có làm dâu con gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Mở rào. Qua đi đó. Cô ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Đây là một bức tranh em được... Nó được xếp từ những hạt gạo. Em hy vọng rằng cái người nhận bức tranh này cũng làm việc gì cũng có sự kiên nhẫn. Em tặng anh. Anh gặp em anh thấy em sao? Không nghĩ ra. Thì có giống như anh tưởng tượng không? Được gì? Về dễ thương thì có. Mà cũng nói thật à, thấy em nói thật. Anh thấy em có nói nhiều không? Nếu mà anh ít nói vậy, anh có ngại người nói nhiều không? Suốt ngày lải nhải ở lỗ tai anh có bực bội không? Nói nhiều cũng được mà, nói đúng đúng chuyện, đúng về những gì họ nói. Nói nhiều đừng nói nhảm đúng không? Dạ, nói đúng, đúng. Anh làm thời gian như vậy, anh về anh có mệt không? Anh có cảm thấy là mình vất vả quá không? Gian thì có mệt rồi đó. Buông ra ngủ liền. Ngủ liền luôn dạ. Vậy mà lúc em mà lỡ gọi điện khuya và nhắn tin cho anh rồi, anh có bực không, anh có quạo không? Không. Hai bé này rất thực tế luôn. Nếu mà em nhắn tin thì anh hay thì em sẽ trả lời. Còn dạ. Không thì nằm ngủ luôn. Rồi ngủ dậy anh có nhắn tin trả lời lại cho em không? Em chỉ sợ là anh có lúc anh thiếu ngủ mà anh công việc anh làm tài xế á. Với lại lúc nãy anh nói là anh không có tập trung công việc, mà cái công việc tài xế thì lúc anh lái xe anh phải tập trung cao chứ. Do chạy từ nhỏ lớn rồi mình nhìn đường rất hay, không có lo về vấn đề chạy xe. Dạ. Anh có thường nói chuyện với gia đình không? Có, thì nói chuyện với mẹ nhiều nhất. Bây giờ nè, em đứng lên tự tin hát cho thoải mái đi, hồi nói chuyện nào, bắt đầu. Hát bài Nỗi Lòng Của Con. Hát đi cưng. Mẹ hiền ơi, quê nhà chở trong con về, vì nơi xứ người còn phiêu bạc bản thân cho đời. Cần đêm mình con bận không nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan cơm mẹ. Thôi. Có bài nào khác vui vui không? Tự nhiên gặp người yêu mà hát. Chạy xe ít quên nghe nhạc. Thôi, em định đó là một chút em hát em để tỏ tình với anh đó. Nhưng mà giờ anh đòi hát trước nên giờ em hát luôn. Tỏ luôn. Rồi cứ hát đi. Chủ động luôn, mạnh mẽ lên. Baby, tell me how can I tell you that I love you more than life. When you touch me, I can touch you. To find out it's really true. I love to be loved. That I love to be loved by you. Nghe được câu gì trong đó? Không hiểu. Có cái câu mà người ta quan trọng nhất. Câu đó là đủ rồi. Là gì? Anh yêu em. Vẫn quan trọng nhất là cảm xúc cho các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Bấm nút là phải đi đến cùng luôn nha. Người ta đang rung lắm, người ta không có nghe mình nói gì đâu. Căng thẳng gì? Không có nghe mà, người ta không nghe mà, người ta lo cái nút bấm rồi. Nước mắt chăn cơm ha. Nhắm mắt lại. 3 2 1 Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi. Cái cặp này làm tôi hồi hộp rớt tim ra ngoài à. Nắm tay luôn đi, nắm tay vô. Rồi. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên đi. Xin phép ba cho con hôn bạn. Hôn bạn. Hôn phải làm liền ha.
ôn lại cái đi, ôn lại cái cho bạn có tinh thần đó nè. Rồi, rồi tôi kêu thấy chưa? Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari, Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền. Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Samsung nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn của anh đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Và bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Làm pha chế vừa làm nhân viên đưa cho khách rồi là làm thu ngân ngầm hết. Nói chung mình ghen đúng thì mình ghen. Ví dụ thấy người ta mua gì ra mới ra là mình đưa đồ mua theo rồi. Thích. Có một mối tình chính thức và một cái dự bị. Em thể hiện cảm xúc ở trên cái nét mặt của em luôn. Nếu em sợ ma thì anh sẽ bảo vệ em được em. Em sẽ cắt tóc ngắn hoặc là tóc. Người phụ nữ mà làm đẹp cho mà làm đẹp á thì coi như là mình là người đẹp lây mà. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.